khi con nghe tiếng kêu mời, gọi con đi gieo niềm tin mới, con nay như thấy ngỡ ngàng vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày thánh thần Chúa đã đến thánh hiến con cho Ngài, sai con đi khắp mọi nơi rắc rêu tin vui cho muôn người. Này đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, chúng kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người.